Xin được kính chào quý bà con, quý cô bác anh chị các bạn đang xem kênh. Thì hôm nay là thứ tư, ngày 8 tháng 11 năm 2022. Thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua tình hình giống Bích Thái hôm nay ở khu vực đồng bằng Cửu Long, khu vực miền Đông, khu vực Tây Nguyên cho quý bà con, quý cô bác anh chị các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình hình giống Bích thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật tình hình giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý cô bác anh chị nào có xem kênh có quan tâm đến giống Bích hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, thì tình hình giá mít trong 1-2 ngày trở lại đây thì đang có chiều hướng đang đi ngang với quý bà con. Thì tạm thời mình xin cập nhật tình hình giá mít vào buổi sáng, hy vọng là trong thời gian sắp tới thì giá mít có thể tiếp tục ổn định và có thể tiếp tục tăng mạnh. Tình hình giá mít Thái sáng hôm nay ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thì đầu tiên là ở khu vực Vĩnh Long. Ở khu vực Vĩnh Long thì kem nhất dao động từ 16 đến 17, kem nhì là 11, giá mít kem 3 là 6. Khu vực Cần Thơ thì kem nhất dao động từ 16 đến 17, kem nhì là 11, giá mít kem 3 là 6. Khu vực Đồng Tháp thì kem nhất là 17, kem nhì là 11 đến 12, giá mít kem 3 là 6. Khu vực An Giang thì kem nhất là 17, kem nhì là 12, giá mít kem 3 là 6. Giá mít chợ hiện nay khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp thì thương lái đang mua với mức giá đồng từ 3.500 đến 4.000. Còn ở khu vực Sóc Trăng thì kem nhất là 16, kem nhì là 11, giá mít kem 3 là 6. Ở khu vực Trà Vinh thì kem nhất dao động từ 16 đến 17, kem nhì là 11, giá mít kem 3 là 6. Giá mít chợ hiện nay khu vực Sóc Trăng thì thương lái cũng đang mua với mức giá đồng từ 3.500. Ở khu vực Long An thì kem nhất là 17, kem nhì là 11, giá mít kem 3 là 6. Khu vực Tiền Giang thì kem nhất dao động từ 17 đến 18, kem nhì là 12, giá mít kem 3 là 7. Giá mít chợ hiện nay khu vực Tiền Giang thì thương lái đang mua với mức giá đồng từ 4.000. Giá mít ở khu vực Tiền Giang thì lúc nào cũng có giá cao hơn những khu vực khác, như khu vực Tiền Giang thì tập trung rất là nhiều dừa mít. Ở khu vực Bình Phước thì kem nhất dao động từ 14 đến 15, kem nhì là 10, giá mít kem 3 là 5. Khu vực Bình Dương thì kem nhất dao động từ 14 đến 15, kem nhì là 10, giá mít kem 3 là 5. Khu vực Đồng Nai thì kem nhất dao động từ 14 đến 15, kem nhì là 10, giá mít kem 3 là 5. Khu vực Vũng Tàu thì kem nhất dao động từ 14 đến 15, kem nhì là 10, giá mít kem 3 là 5. Giá mít chợ hiện nay khu vực Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu thì thương lái đang mua với giá đồng từ 3.000 đến 3.500 đồng một ký. Còn ở khu vực Tây Nguyên thì kem nhất dao động từ 13 đến 14, kem nhì là 9, giá mít kem 3 là 5. Giá mít chợ hiện nay khu vực Tây Nguyên thì thương lái đang mua với giá đồng từ 3.000 đồng một ký.